Dạ thưa thầy, hôm nay con có 3 câu hỏi của bạn Hoàng Thị Thủy ở đường Song Hành, quận 12 gửi tới thầy ạ. Để nhờ con hỏi. Câu thứ nhất, thưa thầy, Phật gia Thiền Tông gặp rất nhiều trở ngại và khó khăn lắm trong công việc và trong gia đình. Thầy cho con hỏi, đây có phải lý do mà 100 người tu Thiền Tông phải thoái lui 95 người không ạ? Cái Thiền Tông là 95 là bởi vì trước kia đó mình tu theo các đạo thánh. Thì vô này ông thánh là không cho đâu. Ông thánh là ông không cho mình tu đâu. Cho nên nó làm đủ thứ chuyện hết á. Thấy không? Nó khó là trước kia mình đã tu theo đạo thánh rồi. Đạo hiển linh là nó đạo hiển linh. Thì vô cái này nó phá mấy ông chịu không nổi. Thì ông làm cho mình đủ chuyện hết. Là vì tại sao có nhiều người họ vô đây á, tự nhiên cái họ làm này họ làm kia là do ông thánh ông suối. Thấy không? Thành ra hồi xưa là mình đã theo thánh rồi. Bây giờ mình lỡ mình vô ổng cản mình không được. Bây giờ có gì sao mày muốn theo cho mà theo, mai mốt mà có chuyện gì chỉ cần sơ hở một chút là mày văng ra cái Thiền Tông liền. Đó, cái ý nó là vậy thôi. Vì thế mà tu các đạo thánh rồi vô đây rất khó. Mà bởi vì tại sao 100 người thì có sao? Tại người nó có 5 người đi tới còn nhiều đi lui là do mấy ông thánh kéo lại. Rõ ràng đức truyền thiền rồi đó, nhưng mà ra ngoài nghèo là ông thánh thì phải theo ổng thôi, không kiên cố được. Vì thế mà khi truyền thiền ta có dặn, tuy là nói 5% chứ sự thật cố gắng đi, đề hết đi, người ta cũng khuyên mình đấy. Tao khuyên mình, giống như mình ra đường, tao khuyên mình đi cho đàng hoàng, đừng có đi ẩu, xe đụng, có xe đụng mình ra ngoài, mình tự mình không đi đàng hoàng thì có chuyện gì mình chịu thôi. Lời khuyên là tao khuyên vậy. Vì thế mà tất cả, tại sao có nhiều người hồi xưa tới giờ, mấy năm rồi ha, mà bây giờ họ trốn luôn, họ đi qua cái đạo khác luôn. Hồi trước họ nói dữ lắm, mà sao bây giờ họ qua đạo khác, cũng thánh thần không à. Rồi con hỏi tiếp đi. Dạ câu thứ hai, thưa thầy, Phật tử Thiền Tông thấy cuộc sống khó khăn, gặp nhiều điều cản trở, nhưng Phật tử thấy cuộc sống càng khốn khó, càng quyết chí mãnh liệt hơn, ý chí giải thoát luôn hàng đầu. Vậy người Phật tử này có thể về Phật giới được không ạ? Một lòng kiên cố thì được. Chính mấy cái người này mới về được. Nha. Tuy là mình không cần tạo công đức nhiều, tạo ít thôi. Để chi để đi ra khỏi cái quy luật vật lý này đi. Về bởi làm ông Phật con thôi. Rồi bởi rồi mình muốn phân thân, mình độ ai nó rất dễ. Từ từ nó lớn lên. Nha. Chính cái người này nó mới là dễ. Và ta gọi là ham muốn mãnh liệt về Phật giới thì mới này về được. Còn nếu mà lơ là coi chừng. Mới vô thì làm dữ lắm, làm vài bữa là xìu. Đó là bỏ mấy cái này không tốt. Bởi vì để ý mấy người mà vô mà nhiệt tình quá coi chừng rút lui. Coi chừng cái chỗ đó. Mà thứ nhất là những người mà tu theo đầu khác rồi đó, mà vô rồi này nhiệt tình tôi bảo đảm nó không dài, không lâu dài được. Ở không được mà rủi mà có cái chuyện gì thì nó hại cho mình luôn. Rồi con hỏi tiếp đi. Dạ câu thứ ba, thưa thầy, người tu theo Thiền Tông luôn thuận duyên là người đó có nhiều công đức. Còn người tu Thiền Tông gặp nhiều sóng gió là vì nghiệp còn quá nhiều, phải trả hết nghiệp mới được giải thoát, có phải không ạ? Người tu thượng duyên là cái kiếp trước người ta có phước đức, người ta mới tu thượng duyên, thấy không? Còn mà mình mà không có phước đức thì nó gặp khó khăn vậy thôi. Giống như mình đi trong túi có tiền, dầu cái gì nó xảy đến mình có tiền mình trả thì nó im xuôi. Còn nếu mà trong túi mà không có tiền sao thì bắt đầu mình phải lộ bộ, nó không khổ gì thôi. Thấy không? Cái gì mà mình tu này mà thượng duyên là ngày cái phước đức mình nó còn, mình sống đây sống bằng phước. Mình sống bằng phước đức mới sống được. Chứ có đi ra đường mình có tiền gọi là người đó có phước á. Muốn đi taxi cũng được, muốn đi xe bus cũng được, còn không có hả? Đi bộ không thì đi nó mệt, vậy thôi. Rồi con hỏi tiếp đi. Dạ con cảm ơn thầy ạ. Con đã hết câu hỏi. Dạ.